Đây quý vị ơi, tiếp tục là hoa mai anh đào tại Đà Lạt nha. Hôm qua thì Fla chụp ở con đường mai anh đào cũng kế bên đây thôi quý vị ạ. Nhưng mà ở ngoài kia là chụp miễn phí, còn nếu mà quý vị muốn vào trong đây chụp á là 60.000. Nhưng mà Fla nghĩ sau khi mà Fla đăng cái video này có thể là hoa nó sẽ không còn được đẹp nữa rồi. Tại vì nghe đâu các anh chị nhân viên ở đây á nói là khoảng 2 ngày nữa thôi là hoa sẽ rụng và lá sẽ mọc, thì lúc đó không còn đẹp nữa. Hồi sáng hai vợ chồng Fla tranh thủ lên đây thật sớm, 7 giờ là có mặt ở đây rồi, nhưng mà vẫn đông nha, vẫn phải xếp hàng. Mỗi người như vậy thì được chụp khoảng tầm 10 phút thì mình thay nhau quý vị, thay nhau cho người khác lên chụp, mà cực kỳ là đông khách luôn á. Quý vị đứng ở đây có thể nhìn qua bên kia hết toàn bộ cái cây luôn, đẹp lắm quý vị ơi. Mấy anh chị nói ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết á thì cái cây này nó nở còn đẹp hơn bây giờ nữa. Cái khung cảnh đẹp quý vị hả? Nó nằm cạnh cái bờ hồ, và dưới bờ hồ thì có cá, có vịt. Bây giờ nó bơi đi đâu hết rồi này, nó qua bên đây hết rồi nè. Ở đây bán 20.000 một bịch đồ ăn. Nếu mà quý vị muốn cho những cái con này nó bơi vào cái khung hình của mình á, thì mình sẽ rải đồ ăn cho nó, thì nó sẽ bơi vào cái khung hình của mình, thì mình chụp hình nó sẽ đẹp hơn, lung linh hơn. Đó, còn không là nó bơi đi à. Có đồ ăn nó mới bơi lại. Đẹp ghê quý vị ha. Cũng có nhiều nơi trồng hoa mai anh đào, nhưng mà không phải nơi nào cũng đẹp quý vị ạ. Nó chỉ một vài nơi thôi. Riêng cái cây này thì nó đẹp, nó đẹp cực kỳ đẹp. Mà nó nằm trong một cái khu, khu này là khu du lịch quý vị nhé. Cái farm ở xung quanh là có những cái căn nhà kìa, giống như khách sạn vậy quý vị, homestay vậy đó. Này, quý vị có thể ở lại ở đây luôn để tranh thủ cái giờ nào mà thấy vắng khách cái là mình chạy ra mình chụp lượng, thì hoa mai sẽ có nhiều ảnh đẹp hơn. Còn bây giờ cái lúc mà quý vị đến á, nếu mà thợ chuyên nghiệp thì người ta canh sẵn rồi, người ta chụp sẽ đẹp. Còn nếu mà mình không phải chuyên nghiệp, mình loay quay mới vài tấm là hết giờ, là hết 10 phút. Nè, quý vị xem khách xếp hàng nè. Đó. Ở đầu cái chỗ mà đi xuống á, sẽ có một chú kiểu như là kiểm soát quý vị, để cho mọi người đi xuống đi lên cho nó trực từ, cho nó nhanh á. Đến lượt ai á. Cũng như là chú bán thức ăn cho cá luôn. Rồi, một vài hình ảnh như vậy quý vị nha. Nếu mà quý vị có ý kiến gì về cái cây này thì có thể comment bình luận phía dưới nha. Riêng Fla thì thấy đẹp quý vị ạ. Màu hồng nhạt ha. Thì mới ra bán hả? Em bán lâu rồi em. À, bán mấy năm rồi? 2 năm. 2 năm rồi. Còn giờ là 50 hả nhỉ? Ai mua mình mới bắt đầu trộn ha. Dạ đúng rồi. Có người muốn trộn ở đây thì trộn luôn, mà có người muốn về nhà trộn thì. Nhưng mà mình có ăn ở đây tại chùa được không? Dạ em không có đủ. Bán mang về thôi. Dạ bán về. Thơm quá. Trước thì em làm nấu cái món ở nhà hàng á. À, tức gì làm nhà hàng hả? Được chưa? Dạ ok chị. Ngoài ra thì chị còn có bán gà nè. Gà sẵn. Dạ, trứng gà chị bán sao? 50.000 một cân. Cũng 50 luôn ha. Dạ. Ăn hết không đây? Dạ. Dạ. Chị lấy cho em phần luôn ha. Đây quý vị, hôm nay Phú Tha đang có mặt tại thành phố Đà Lạt quý vị nhé. Mới tắm rửa xong định đi tìm cái gì ăn, thì đi ngang qua ở đây thấy chị gái bán hai thau nè. Một bên là chân gà xả tắc, một bên là gòi tôm thịt hả chị? Ngó xe tôm thịt hả? Này là không cưng hết hả? Chỉ bỏ đầy hộp vậy thôi hả? Yeah. Là chị ngài lên hình quý vị nhé.
có gì Phương ta để cái địa chỉ ở trên màn hình đó, quý vị nào mà có đi lên Đà Lạt á thì mình có thể ghé và thưởng thức trải nghiệm xem sao nè. Là món này thấy ở Đà Lạt cũng ít người bán á, thông thường thấy người ta bán bánh căn hay là bánh mì, bánh khọt. Dạ thì nhiều, dạ chị để đó giùm em ấy, em quay. Còn những món này ít người bán á, chị nói chị bán 2 năm rồi. Hàng ngày như vậy là anh chị bán đây từ lúc mấy giờ? 3 giờ chiều. Dạ 3 giờ. Dạ, khi nào hết thì thôi ha. Dạ. 7 giờ là hết. Dạ. Mà anh chị có nghỉ ngày nào không? Dạ không. Ngày nào cũng bán hết. Đây quý vị thấy anh chị làm tỉ mỉ ghê không? Có cái bao ni lông trùm lại hết nha, cho nó không có bị bụi. Quý vị khi nào mà có khách thì mình mở ra mình lấy cho khách. Cái tôm này á chị đã luộc sẵn rồi. Có tay heo nè, có ngó sen hả chị? Ngó sen, ớt chuông. Dạ, ớt chuông rồi. Này quý vị nào mà mình lai rai, muốn lai rai mua mấy món này lai rai cũng được. Rồi, gửi tiền anh chị quý vị ạ. Đây cái địa chỉ nào chị? Đây hả? Số 1 này hả? Phải không? Số 1 Nguyễn Siêu này, phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng nha. Chị ngồi trước đây. Ở đây còn gọi là cái vòng xoay gì nè. Dạ, vòng xoay số 6 nè. Đó. Quý vị đi để ý chút xíu thôi là thấy. Đây chị đang bảo cho khách này. 50. Đây đầy bung luôn hả? Dạ, đầy bung luôn. Bán rẻ nhất luôn. Bán rẻ nhất luôn hả? Họ bán mấy chân, 50 có mấy chân à? Chân ga chị tôi. Dạ, chết mới làm được. Chết mới làm được. 13 bạn ca biển rồi, cả nó ca chị, 13 nó chửi chứ. Cả nó ca sống, ăn được có chịt lên. Ăn còn gọi nữa đi anh. Lấy phần gọi này em thấy ngon nè anh, hấp dừng nè, 50.000. Bao bánh lên không ngon mang ra trả. Ôi, mang về nhà mang ra trả bị chửi là cỏ rồi. Hay là làm thùng bia đó, hợp lý. Lấy phần gọi nha. Nó phải cho thử nhé. Trộn xong là cho thử. Dạ, trộn xong là cho thử luôn. Cái này uống rượu hay uống bia? Mấy cái món này nó giòn á, nó sen nó luôn là nó tuyết nó giòn hết. Thôi bia đủ giờ ngán rồi, bữa nay này uống sau. Đây xin được đôi bao tay quý vị ạ. Để đây nha. Chù là cái nước mắm nó bị đổ ra ngoài quý vị ạ. Hấp dẫn ghê không? 50 ngàn mà quá trời luôn. Đổ qua cái dĩa xung này nè, không nước nó chảy. Đây ạ. Này là không có ăn tại chỗ quý vị ạ. Nếu mà có mấy cái ghê nhỏ có cái dĩa rồi ăn tại chỗ nó là ok luôn. Còn nếu không thì bán mang về cũng được, nhưng mà nhà mình đi đông người á, bạn bè á, mình đem về khách sạn mà rộng rộng quý vị, homestay luôn á thì ăn được. Hai đôi đũa. Ngon không? 50.000. Có lon bia nữa là bao phê luôn. Trời ơi. Đây nước chấm.
Để sáng này làm nước chấm. Cho hai bình nước chấm nha quý vị. Mình chắc chấm hải sản ạ. Ok. Ngon chưa ạ? Nay hai vợ chồng ta lên đây là 3 ngày rồi quý vị, 6, 7, 8, 3 ngày rồi. Mà mấy ngày hôm nay trời lạnh quá, chưa tắm. Mới tắm chiều hôm nay. Nếu mà quý vị đi Đà Lạt trong mùa này á, thì mình tắm buổi trưa nha, hoặc buổi chiều, chứ buổi tối lạnh lắm. Nên phụ ta phải tắm, mà tắm xong rồi thì đói bụng. Đói bụng thì chạy đi tìm đồ ăn. Thử cái nào trước quý vị, gọi đi ha. Đầy đủ màu sắc hấp dẫn ha. Thấy chị ở đây làm gọn gàng sạch sẽ quý vị ạ. Có ớt nữa này. Chú cha mà ơi, mời quý vị. Xuất sắc. Giòn. Ngập nó rớt rớt Có mùi tai heo. Thịt nhiều lắm. Nói với chị á, chị hơi ngại. Nên ngon thì nói quay cái gọi thôi, chứ đừng quay chị. Ngon ghê quý vị ạ. Vị vừa ăn á, chua chua nhẹ. Thật nếu mà những cái món này á, ở dưới Sài Gòn á, thì đôi lúc dễ tìm. Còn ở trên Đà Lạt ấy, nếu mà muốn ăn chắc là chỉ có vào nhà hàng thôi. Chứ ngoài vỉa hè mà bán chủ yếu chỉ là có thấy ít người bán. Tôm. Ê, gió bắt đầu lạnh đó. Đà Lạt cực kỳ là hay đúng không quý vị hả? Quý vị nằm đi trong mùa này á, thì mới có thể cảm nhận được cái không khí của Đà Lạt nó như thế nào quý vị. Buổi sáng á, thì cũng lạnh. Buổi trưa bắt đầu tầm 10 giờ trở lên đó, thì nó nắng nóng. Buổi chiều bây giờ 4-5 giờ chiều nó bắt đầu hạ nhiệt độ xuống, nó lạnh lại. Nhưng mà đi ngoài đường thì lạnh thôi, chứ về nhà thì nó cũng bình thường. Nói chung là cái topping có gì á, nhiều loại lắm. Ớt xanh, ớt đỏ, rồi có sen. Nhiều lắm. Có cái này là cái nấm gì mà hay nấu súp á, súp cua, nấm tuyết. Đặc biệt là có trong cái này. Xanh đỏ tím vàng á, cà rốt đó mà. Vị ngon nha, xuất sắc nha. Không có tôm buồn. Không có được. Này sẽ phải bóc tay rồi ạ. Chứ nó rửa tay trong. Xoài này, xoài dưới này. Nhiều ghê. Xoài giòn mà nó ngọt không có chua. Thành có chạy mùi nước không ạ. Bóc tay quý vị nhá. Cái trứng gà ở đây á, có thấy nhỏ nhỏ nè. Nó nhìn nó dễ ăn quý vị. Chứ có nhiều nơi có thấy làm cái chân gà nó to quá. To thì đúng thực sự là ăn nó nhiều thịt thật á. Nó nhiều thịt nhiều gân nhưng mà nhìn nó sợ quý vị. Còn đây cái chân gà của chị nhỏ nhỏ. Này mà đi đông đông người mà ra đây hả? Mà về nhà nguyên đêm đúng không? Hợp lý. Trong cái gì cũng thần thánh lắm.
hôm qua với sáng hôm nay hai vợ chồng chúng ta đi chụp hình quý vị. Hôm qua mai anh đào tại Đà Lạt, tại vì tranh thủ đi chụp sớm không thôi, mấy ngày nữa là nó tàn quý vị. Cái hoa anh đào nó chỉ nở trong dịp mùa xuân mà nó nhanh tàn lắm, nên hai vợ chồng tranh thủ đi chụp. Thì có gì chúng ta sẽ làm những cái video mà chúng ta quay được để cho quý vị xem thêm cho vui. Còn clip này thì cũng hơi ngắn, nhưng mà món ăn thì ngon nha. Tại vì chị ngại lên hình, không có hỏi gì nhiều được hết quý vị ạ. Ngon. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.